Bệnh nhân được cứu sống là chị Huỳnh Thị Thanh, 43 tuổi, ở xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, khoảng 8 giờ sáng 1 tháng 5, chị Thanh được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng lơ ngơ, không nói chuyện được, liệt nửa người bên trái và xoay đầu mắt sang phải. Bệnh của chị Thanh rất nặng, nhưng may mắn đưa đến bệnh viện kịp thời, còn trong giờ vàng. Do đó, bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang đã đưa chị Thanh đi chụp CT scan sọ não và CTA dựng hình mạch máu não và chẩn đoán nhồi máu não do bế tắc động mạch não giữa bên phải, đoạn M1 giờ thứ 3. Sau đó, cả ekip bác sĩ ở bệnh viện đã tiến hành can thiệp lấy cục huyết khối dài 13cm bằng dụng cụ cơ học cứu sống bệnh nhân như một kỳ tích. Sau 3 ngày nhập viện và điều trị, hiện chị Thanh nói chuyện rõ, ăn uống khá tốt, đặc biệt là chị có thể tự mình đi lại bình thường. Bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang đang tầm soát lại nguyên nhân khiến bệnh nhân Thanh bị nhồi máu não. Sau đó, bác sĩ có hướng điều trị dự phòng phù hợp để bệnh nhân không bị lại. Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cũng khuyến cáo người trẻ nên khám sức khỏe, kiểm tra tầm soát bệnh lý tim mạch, kiểm tra hệ thống mạch máu não để phòng ngừa bệnh hiệu quả.